Thế thì hôm nay mình sẽ qua một cái phần gọi là Optimization with Equality Constraints. Lần trước là mình học về Optimization nhưng mà là Unconstrained Optimization. Lần này nhắc lại này, lần trước nhá. Lần trước là mình học một cái bài toán nó có cái dạng như thế này, maximize một cái hàm fx đúng không? Trong đấy f là một cái hàm từ x đến r và x là một cái tập con của rn. Thế thì mình gọi nó là một cái bài toán unconstrained optimization. Theo cái nghĩa là khi mà anh viết cái bài toán như thế này thì nó không có một cái constraint ở đây đúng không? Mà constraint thực ra nó đã nằm ở bên trong cái định nghĩa của hàm f, tức là x phải thuộc vào cái domain là cái tập x lớn đúng không? Thế thực ra mình gọi nó là unconstrained thì cũng, tức là cái trường hợp mà mình xét đến là x x lớn này có thể là cả cái không gian rn hoặc là một cái tập con trong không gian rn. Nếu như nó là một cái tập con trong không gian rn thì bản thân nó cũng đã là một cái constraint rồi, nhưng mà cái dạng của cái constraint đấy thì mình không nói cụ thể là nó như thế nào. Mình cho phép x lớn là một cái tập bất kỳ đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình có cái định lý mà trong đấy mình phải các cái định lý về điều kiện cần và điều kiện đủ ấy, thì nếu như x lớn không phải là một cái tập có cái dạng đặc biệt thì rất là khó để áp dụng các cái định lý ấy vào giải các bài toán. Thế cho nên là người ta mới đặt ra các cái trường hợp đặc biệt của x lớn. Thế thì một cái trường hợp đặc biệt đấy là x lớn là một tập hợp được tạo thành từ các equality constraint. Và cái mà ngày hôm nay mình sẽ học. Thế bây giờ chẳng hạn như là mình gọi f bây giờ là một cái tập từ rn cho đến r, tức là cái domain của nó bây giờ là cả cái không gian rn. Thế cái bài toán, cái the problem của mình nhé, nó sẽ có cái dạng như sau này, là tối ưu hóa cái hàm fx đúng không, mà với các cái ràng buộc đấy là h1 của x gì bằng 0, h2 của x gì bằng 0, vân vân cho đến hm của x gì bằng 0. X thuộc vào rn. Như vậy mình sẽ phải tìm các cái điểm x trong không gian rn, và cái điểm x đấy nó phải thỏa mãn m cái điều kiện ràng buộc đó, và nó tối ưu hóa cái hàm fx. Đây là một cái bài toán optimization với equality constraints. Equality ở đây nói đến cái việc là các cái ràng buộc của mình nó có cái dấu bằng chứ không phải là dấu nhỏ, nó bằng hay là nhỏ hơn. Thì mình sẽ hoặc là các cái hàm hi này ấy, là các cái hàm cũng từ rn đến r, và mình sẽ giả thiết là các cái hàm hi này là các hàm mà nó khả vi và đạo hàm của nó liên tục, tức là hàm c1. Nhưng mà nếu mà mình viết theo như cái cách mà mình làm của những buổi lần trước ấy, thì mình có thể định nghĩa, nếu như mà chúng ta định nghĩa cái tập x lớn đúng không, là cái tập hợp mà bao gồm các cái điểm trong không gian n chiều sao cho h1 x bằng 0 cho đến hm x bằng 0 đúng không. Thì cái bài toán
sẽ the same, tức là giống như cái bài toán như sau, tức là max của fx với x mà thuộc vào x lớn đúng không? Thế thì nó là chính là một cái bài toán gì? Đây chính là cái bài toán gì? Unconstrained. Giống như mình đã giải vào lần trước đúng không? Optimization. Với cái hàm F bây giờ định nghĩa trên chỉ trên cái tập x thôi. Đấy thì tức là bài toán mà constraint hay là unconstraint thì thực ra thì nó cũng là một đó, nó cái cách mà mình viết cái hàm số, mình định nghĩa cái hàm số thôi. Thế thì tất cả những cái điểm x nhỏ mà nó thuộc vào cái tập x lớn này thì anh sẽ gọi đấy là một cái điểm feasible. Một cái x nhỏ thuộc vào không gian RN thì được gọi là feasible. Feasible. Nếu như mà x nhỏ mà thuộc vào cái điểm cái tập x lớn. Mà nó không thuộc vào tập x lớn thì mình gọi là infeasible. Tức là x lớn là tập hợp của các cái điểm feasible. Thế để tiếp tục thì mình sẽ có một cái định nghĩa như sau. Một cái điểm x nhỏ thuộc vào cái không gian RN thì được gọi là một cái điểm x sao đây. X sao thuộc vào không gian RN mà thỏa mãn satisfying mãn cái tất cả các cái ràng buộc của cái tập x ấy, của cái tập x lớn ấy, tức là H1 sao của x lớn à, của H1 của x sao chứ nhỉ, H1 của x sao bằng 0 cho đến HM của x sao bằng 0. Để mà ngắn gọn thì anh sẽ gọi gọi cái HX là cái hàm mà nó cho ra một cái vector là H1X cho đến HMX như này. Được chưa? Tức là cái điều mà anh vừa viết H1X sao bằng 0 đến HMX sao bằng 0 thì nó cũng tương đương với việc anh viết đấy là HX sao thì bằng 0 đúng không? Đây chỉ là anh viết ngắn gọn thôi, thay vì là anh phải viết rằng anh phải viết M cái điều kiện bằng 0 thì bây giờ anh chỉ cần viết một cái thôi đúng không? Về dạng vector. Bây giờ một cái điểm x sao mà thỏa mãn đấy là hx sao bằng 0 thì được gọi là một được gọi là regular. Nó sẽ được gọi là regular nếu như này cái tập hợp gồm có các vector đấy là d của h1 x sao chấm 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 đến d của hm x sao, nếu như cái tập hợp này của các vector này là linearly independent, tức là độc lập tuyến tính ấy, đấy. Hãy nhắc lại này, một cái điểm x sao mà thỏa mãn hx sao bằng 0, tức là x sao là một điểm mà thuộc vào tập x lớn thì sẽ được gọi là một điểm regular nếu như các cái vector đấy là đạo hàm của hàm h1 tại điểm x sao vân vân cho đến đạo hàm của hàm hm tại điểm x sao là các vector
mà độc lập tuyến tính. Đó. Thế thế thì mình giải thích kỹ hơn một chút, chẳng hạn như là bây giờ mình có một cái remark nha, là DH thì nó là cái gì nào? D, nhớ là H, bất cứ một cái HI nào cũng là một cái hàm từ RN cho đến R đúng không? Nó có đầu vào của nó là một vector có n chiều. Như vậy là DHI của x nó là một cái vector bao gồm có các đạo hàm riêng của hàm HI đúng không? Theo từng cái x1, ví dụ x1 tính tại điểm x chấm chấm đến đi HI theo xn tính tại điểm x đúng không? Như vậy thì đây là các cái vector n chiều. Các cái DHI là các vector n chiều. Bây giờ anh tính nó tại các điểm x sao thì anh sẽ được m vector DHI đúng không? Tính tại x sao. Thì các vector bây giờ một cái tập hợp các cái vector mình gọi là ví dụ i1 cho đến IM là các cái vector gọi là linearly independent. Nếu này, nếu như mà em không thể biểu diễn được một bất cứ một cái vector nào bằng bằng các cái vector còn lại không? Một cách tuyến tính đúng không? Mình học trong toán một rồi đấy. Nếu như mà cái việc đấy là nếu như anh có A1, I1 cộng với A2, I2 cộng chấm chấm cộng với AM, IM mà bằng 0 ấy, thì cái điều này nhất thiết phải xảy ra. Đấy là A1 bằng chấm chấm đến AM bằng 0. Tức là cái điều duy nhất khiến giúp cho các em mà có thể cộng được các cái vector này vào với nhau với các cái trọng số là A1, A2 đến AM ấy, mà cộng vào mà nó ra bằng 0 ấy, thì chỉ có một cái cách duy nhất, đấy là tất cả các cái hệ số A đều phải bằng 0. Nếu như bất cứ một cái hệ số A nào ấy mà khác 0 ấy, thì điều đấy có nghĩa là em có thể biểu diễn được một vector bằng bằng các vector còn lại. Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là nếu như một cái vector của em bằng 0 thì điều này cũng không không đúng đúng không? Ví dụ như là bây giờ anh có nếu như mà anh có một cái tập hợp mà nó chỉ có một vector thôi thì sao? Nếu như một cái tập hợp của anh nó chỉ có một vector thôi thì cái này nó sẽ được gọi là linearly independent. Nó sẽ được gọi là độc lập tuyến tính nếu như cái vector đấy mà nó khác không. If and only if, nếu và chỉ nếu, đấy là i1 nó sẽ khác không. Thế thì đấy là một cái một số những cái khái niệm mà anh nhắc lại nhé. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ. Cái ví dụ này. Bây giờ giả sử anh có hx bằng xì 1 cộng với 1 bình phương cộng với xì 2 bình phương trừ đi 1. Bây giờ x sao thỏa mãn này, satisfying, đấy là hx sao thì phải bằng 0. Cũng có nghĩa là gì? X1 sao cộng với 1 bình phương cộng với x2 sao bình phương thì phải bằng 1 đúng không? Thì đây là một cái sẽ là một cái điểm x regular, một cái điểm regular. Nếu như mà gì? Nếu như đấy là h phẩy của x sao
là khác không, đúng không? Nó sẽ regular nếu như h, đây này, quay lại định nghĩa này, nó sẽ regular nếu như dh1 x sao đến dhm x sao là linearly independent. Nhưng mà ở đây mình h của mình nó chỉ có một ràng buộc thôi, đúng không? Cho nên cả cái tập hợp này nó sẽ chỉ có một phần tử thôi. Và một cái tập hợp mà nó có một phần tử thì như anh đã nói, nó sẽ linearly independent nếu như cái phần tử đấy khác không, đúng không? Như vậy h phải, nó sẽ cái điểm x sao này nó sẽ regular nếu như h phải x sao bằng không, à khác không, tương đương với gì nào? Nếu mà em đạo hàm cái hàm hx này thì em sẽ được, đấy là hai lần tính tại điểm sao, nó là hai lần x một cộng với một mà cộng với hai lần x hai sao, đúng không? Bằng, nó khác không, đúng không? À, nhầm 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 xin lỗi xin lỗi. Cái h phẩy x này đáng nghĩa ra anh nên viết là dhx, đúng không? Bởi vì h, hàm h là nó có hai hai đầu vào, à, một cái vector đầu vào là có hai cái chiều là x1 và x2. Mình nên viết là dhx sao khác không, tức là cái vector dhx sao khác không, tức là cái vector mà đạo hàm riêng của h theo x1 tính tại x sao và đạo hàm riêng của h theo x2 tính tại x sao thì phải gì, khác không, đúng không? Tức là cái vector nếu mà đạo hàm riêng của h theo x1 thì mình được 2x1 sao cộng 1, đạo hàm theo x2 mình được 2x2 sao, thì cái vector này nó phải khác không khi và chỉ khi là gì? Khi và chỉ khi đấy là x1, à, x sao khác gì? Khác cái vector là trừ 1, 0, đúng không? Là tất cả các cái vector mà khác cái vector trừ 1, 0 và thỏa mãn cái điều kiện là hx sao bằng 0 ấy, thì sẽ là những cái vector này gọi là regular. Đấy là một cái định nghĩa em về sau mình sẽ sử dụng. Bây giờ anh sẽ có một cái định lý như sau này. Em nhớ là bao giờ bài toán mình cũng ở những lần trước thì mình cũng bắt đầu từ một cái gọi là first order necessary condition, đúng không? Thì bài toán này mình cũng sẽ có một cái định lý như thế. Hai mấy nhỉ? Hay định lý này sẽ gọi là first order necessary condition. Đấy, tức là bây giờ mình sẽ nói rằng nếu x sao là một điểm local maximizer của bài toán bên trên này, đúng không? Thì cái điểm x sao này phải thỏa mãn cái điều kiện gì, đúng không? Thì đấy là first order necessary condition. Thì cái định lý là như sau. Giờ gọi x sao là một cái điểm regular point, đúng không? Của cái ràng buộc là hx bằng 0 và nó là một cái local maximizer. Của hàm f ở trong cái ràng buộc là tập x, đúng không? Thì kết quả sẽ là tồn tại. Nó sẽ tồn tại một cái vector lambda ở trong cái không gian RM, tức là cùng số chiều với cả cái số lượng ràng buộc cho
cho đấy là df xào cộng với tổng y chạy từ 1 cho đến m của lambda y nhân với d hi x sao đấy, bằng không. Cái định lý này nó yêu cầu mình đặt ra một cái giả thiết nữa, đấy là x sao là một cái điểm regular, đúng không? Bình thường thì mình sẽ một cái định lý về first order necessary condition thì mình sẽ có là x sao là một local maximizer của cái này, đúng không? Của f thì ta suy ra được là gì gì đấy, đúng không? Đạo hàm của f tại điểm x sao là nó thỏa mãn cái điều kiện như thế nào đó. Thế nhưng mà định lý này thì yêu cầu là cần phải có thêm cái điều kiện rằng là x sao phải là một regular point, đúng không? Mình chỉ có thể nói được một cái kết quả về các regular point của Hx thôi. Thế cái kết quả đấy là sẽ tồn tại một cái các cái lambda lambda 1 cho đến lambda m sao cho cái điều kiện cái phương trình thỏa mãn. Đấy là df x sao cộng tổng và lambda y df x sao bằng không. Thế thì cái này các em có thể chắc là đã quen thuộc khi mà mình học môn toán 2, đúng không? Thì nếu như mà chúng ta định nghĩa một cái hàm số gọi là hàm số được gọi là the Lagrangian, Lagrangian hàm số Lagrange sẽ hàm số Lagrange viết là L cong cong này bằng là gì? Fx cộng với tổng lambda y nhân h y x y từ 1 cho đến m. Thì cái điều kiện bên trên ấy có thể viết được theo cách the above condition, có thể can be written, viết lại nhé như sau. Đấy là đạo hàm riêng của L theo x1 tính tại điểm này, x sao bằng chấm chấm bằng đạo hàm riêng của hàm L theo xn tính tại điểm x sao và bằng không. Nó tất cả những cái này bằng không. Là khi mà anh viết một cái công thức như này, mình nhìn nó giống như một phương trình nhưng thực ra nó là phương trình của các vector, đúng không? Bởi vì dfx sao là một vector, dhi sao là một vector, đúng không? Chỉ có các lambda y là các số thực thôi. Tức là về trên thực tế thì khi cái khung màu đỏ này tuy rằng anh viết nó dạng dưới dạng một phương trình nhưng thực tế nó tương ứng với bao nhiêu n phương trình khác nhau. Thế thì nếu như chúng ta viết cái Lagrangian là Lfx cộng với tổng lambda y nhân hi thì cái khung màu đỏ này có thể viết dưới dạng là n cái phương trình rằng là đạo hàm riêng của L theo từng cái x tính tại điểm x sao sẽ bằng không. Nếu mà các em có gì không hỏi, không hiểu thì cứ hỏi nhé. Thì về mặt chứng minh ấy, thì cái định lý này muốn chứng minh thì các em sẽ phải học thêm một số những cái công cụ và một số những cái ký hiệu khác. Cho nên anh sẽ không trình bày cái phần chứng minh của nó đây, anh không. Anh chưa nghĩ là các em cần biết đến cái phần chứng minh đấy lắm. Mình chỉ cần hiểu cái cách, tạm thời mình hiểu cái cách sử dụng cái định lý một cách chắc chắn đã. Thế còn anh sẽ đăng về sau, hết khi hết hết môn thì anh sẽ đăng lại các lecture notes mà trong đấy có một số những cái chứng minh của những cái định lý này thì các em có thể tham khảo thêm. Nếu như bạn nào mà cảm thấy hứng thú thì đọc thêm cái phần chứng minh cho biết.
quan trọng là mình sẽ ứng dụng. Thế thì bây giờ mình lấy một cái ví dụ như sau. Bây giờ ví dụ như cái bài toán của anh là anh cần tìm các cái điểm x1, x2 sao cho này. Anh muốn maximize một cái hàm fx có cái dạng đấy là x1 cộng 1 phần 2 bình phương cộng với x2 bình phương. Với cái ràng buộc đấy là cái hàm hx bằng x1 1 bình phương cộng với x2 bình phương trừ 1 bằng 0. Cái ràng buộc này chính là cái ràng buộc mà lúc nãy mình đã lấy ví dụ đấy. Còn cái hàm fx của mình bây giờ sẽ là x1 cộng 1 phần 2 bình cộng x2 bình phương. Đấy, bây giờ mình muốn giải cái bài toán này. Đấy, bài toán này cũng không không phải đơn giản đúng không? Nhưng cái định lý này sẽ giúp cho chúng ta có một cái hướng đi. Bây giờ muốn sử dụng định lý thì mình cần phải làm gì? Mình phải giả sử là x sao là một regular point đúng không? Và nó là một local maximizer. Và sau đấy mình sẽ suy ra một cái điều kiện của x sao. Đây, giả sử này, suppose này là x sao là một cái regular point của thì h x bằng 0 đúng không? Và gì? Một cái local maximizer đúng không? Của f trong x. Bây giờ để mà áp dụng cái định lý trên thì anh sẽ viết cái hàm Lagrange nhé. Anh viết hàm Lagrange này. Fx cộng với tổng của y bằng 1 cho đến m lambda y hi x đúng không? Nếu mà áp dụng vào đây thì nó sẽ là x1 cộng 1 phần 2 bình phương này cộng x2 bình phương đó, đấy chính là hàm f cộng với, ở đây mình chỉ có một ràng buộc thôi cho nên là mình chỉ có một lambda thôi đúng không? Lambda nhân với cả hàm h đúng không? Như vậy hàm h của mình sẽ là x1 cộng 1 bình phương cộng với x2 bình phương mà trừ đi 1. Đó. Thì đấy là cái Lagrange truyền cái theorem số 24 bên trên ấy thì cho chúng ta thấy rằng là gì? Cho chúng ta biết rằng là tồn tại cái lambda đúng không? Thuộc vào R sao cho này. Đấy là đạo hàm riêng của L theo x1 tính tại điểm là x sao bằng 0 và đạo hàm riêng của gì? Của L theo x2 tính tại điểm x sao. Đấy, bằng 0 đúng không? Bây giờ mình sẽ đạo hàm hàm Lagrange này. Mình đạo hàm thì mình được gì nào? Nếu mà mình đạo hàm theo x1 thì mình sẽ được là 2 x1 cộng 1 phần 2 tính tại x1 sao đúng không? X2 bình phương đạo hàm cái phần bên này đạo hàm theo x1 thì được cộng lambda nhân với mấy gì nào 2 x1 sao cộng với 1 đúng không? Như vậy cái này phải phải bằng 0. Đạo hàm theo x2 mình sẽ được là 2x2 bình phương sao 2x2 sao đúng không? Cộng với cái phần nằm trong ngoặc đấy là lambda nhân với gì? 2x2 sao lại bằng không.
Như vậy ở đây mình có hai phương trình như thế này, một và hai. Mình thấy là mình có hai phương trình này. Và mình có mấy ẩn nhỉ? Mình sẽ có x thì 1 sao đúng không? X thì 2 sao và lambda là mình có 3 ẩn. Nhưng mình chỉ có hai phương trình, thực ra mình có thêm một phương trình nữa. Đấy chính là cái phương trình hx sao bằng 0, bởi vì x sao là một điểm mà thỏa mãn hx sao bằng 0 đúng không? Chứ sao là một feasible point hoặc là một regular point nữa đúng không? Và hx sao là gì? Bằng là x 1 sao cộng 1 bình phương cộng với x 2 sao trừ 1 bằng 0. Vậy là mình có 3 phương trình và 3 ẩn. Giờ mình cứ thử suy tiếp. Thử suy tiếp. Từ cho 2 đúng không? Anh sẽ được là x2 sao đặt ngoài đúng không? Nhân với 1 cộng với lambda không? Yeah. Tức là có hai trường hợp, đấy là x2 sao bằng 0 hoặc là lambda bằng là một tương đương với lại là trước này thì anh sẽ được là bao nhiêu, nếu anh đặt x 1 sao ra ngoài thì trong ngoặc sẽ còn 1 cộng với lambda đúng không, và sẽ còn lại là cộng 1 cộng 2 lambda bằng 0. Thì em sẽ thấy là lambda mà bằng trừ 1 đấy. Nếu mà anh thay vào đây thì anh sẽ được là gì? Nếu lambda bằng trừ 1 thì cái phương trình này nó sẽ tương ứng với trừ 1 bằng 0 à, đúng không? Từ đấy tôi suy ra phải lambda phải khác trừ 1 đúng không? Lambda không thể bằng trừ 1 được, đúng không? Thế thì từ đó ta suy ra là gì? X thì 2 sao phải bằng 0 đúng không? Bởi vì nó chỉ có hai trường hợp là x2 sao bằng 0 và lambda bằng trừ 1 thôi. Nếu mà x2 sao bằng 0 thì bây giờ anh đã thay vào 1, 2, 3 đúng không? Số 2 chắc chắn thỏa mãn rồi, bởi vì đấy là mình suy ra là x2 sao bằng 0 từ đó. Thì mình chỉ cần thay vào số 1 và số 3 thôi, đúng không? Thì anh sẽ có là thay vào số 3 ấy nhỉ. Nếu mà anh thay vào số 3 này thì anh được là x 1 sao cộng với 1 bình phương chỉ bằng là 1 đúng không? Thế khi và chỉ khi là hoặc là x 1 sao mà bằng 0 hoặc là x 1 sao mà bằng âm 2 đúng không? Bây giờ cái trường hợp số 1 này. Đấy là x 1 sao mà bằng 0 và x 2 sao mà bằng 0. Thì ta suy ra được là gì? Nếu mà thay vào số 1 để ta tính lambda đấy thì ta được là 1 cộng với 2 lambda bằng 0. Đúng không? Suy ra là lambda bằng trừ 1 phần 2. Nếu mà trường hợp số 2
Đấy là x 1 sao bằng trừ 2 và x 2 sao bằng 0. Thì ta suy ra được thông qua số 1. Ta suy ra được là x 1 bằng trừ 2 lắp vào được 2 nhân với 1 phần 2 mà trừ 2. 1 phần 2 trừ 2 là trừ 3 phần 2. Cộng với lambda nhân 2 nhân với cả trừ 1 đúng không? Trừ 2 đúng không? Thì bằng 0. Khi chỉ ghi lambda bằng 2 này mất này. Lambda bằng trừ 3 phần 2 đúng không? Thế thì mình đã làm cái điều gì? Vừa rồi mình đã làm what we did này. Chúng ta đã làm đấy là đầu tiên chúng ta giả thiết rằng là x sao là local max đúng không? Và x sao là regular. Regular. Đó. Và từ nếu như cái điều này đúng thì x sao sẽ có hai cái khả năng xảy ra là 0,0 và trừ 2,0 đúng không? 0,0 này thì nó tương ứng với lambda bằng trừ 1 phần 2 và trừ 2,0 thì nó tương ứng với lambda bằng trừ 3 phần 2. Bây giờ cái điều mà chúng ta đã không làm đấy là chúng ta không kết luận rằng 0,0 là local max hay là trừ 2,0 là local max đúng không? Chúng ta phải rất cẩn thận khi chúng ta sử dụng định lý này. Chúng ta không nói rằng 0,0 hay là trừ 2,0 là local max đúng không? Maximizer đúng không? Mình chỉ nói là nếu như x sao là local maximizer thì và nó là một cái điểm regular thì nó sẽ có hai trường hợp mà x sao có thể xảy ra. Nó có thể là một trong hai trường hợp, nó có thể là không không trường hợp nào trong cả hai trường hợp này. Và nó có thể là cả hai trường hợp này, cái đấy mình không biết. Mình chỉ biết là nó giới hạn là thuộc vào hai cái trường hợp như thế này là 0,0 và trừ 2,0. Trên thực tế thì về sau tí nữa mình sẽ tìm ra là 0,0 thì không phải là điểm local max, chỉ có trừ 2,0 là điểm local max. Thế đấy, các em thấy là cái điều kiện ở đây nó không, khi mà sau khi mình giải ra ấy, thì mình không thể kết luận là bài toán có local max là 0,0 hay là trừ 2,0 được. Mình cần có một cái khác để mà mình có thể kiểm chứng. Cái thứ hai này, nếu như mà các em còn nhớ là cái ví dụ lúc trước mình nói về cái điểm regular point của hàm hx bằng 0 ấy. Đây này, bên trên này. Đây, cái ví dụ của mình này. Đúng không? Đấy, mình nói là cái điểm mà nó sẽ, nếu như một cái điểm mà nó khác gì trừ 1 0 thì nó sẽ là regular đúng không? Vậy thì cái điểm trừ 1 0 này bản thân nó có phải là một local max của bài toán này hay không? Thì mình không nói, cái định lý nó không nói, đúng không? Định lý không nói gì hết về việc là liệu một cái điểm mà không phải là điểm regular thì nó có là local max hay không? Thì mình không nói, đúng không? Tức là mình không nói rằng là các cái irregular points là local max or not.
mình lại rất cẩn trọng khi mà mình sử dụng khi mà mình sử dụng cái những cái định lý như thế này. Thì để mà minh họa cho cái trường hợp thứ hai này thì anh sẽ lấy một cái ví dụ như sau này. Ví dụ như cái bài toán của anh đấy là maximize một cái hàm là trừ xc2 với cái ràng buộc là xc1 mũ 6 trừ đi xc2 mũ 3. Đúng không? Ví dụ anh có một cái bài toán như này, tìm x1, x2 sao cho điều này xảy ra, đúng không? Nếu mà mình nhìn vào cái điều kiện ấy thì mình sẽ thấy là xc1 mũ 6 thì bằng là xc2 mũ 3, đúng không? Thì từ đây ta suy ra, có thể suy ra được là gì? xc2 mũ 3 mà lớn bằng 0, đúng không? Bởi vì xc1 mũ 6 là dương. Như vậy xc2 mũ 3 lớn bằng 0 thì suy ra là gì? xc2 phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng mà bây giờ mình đang maximize trừ xc2. Như vậy cái giá trị lớn nhất của cái hàm này có thể xảy ra là chỉ khi mà xc2 bằng 0. Mà nếu xc2 bằng 0 thì theo ràng buộc xc1 cũng phải bằng 0, đúng không? Như vậy cái local max của anh sẽ là x1, x2 sao nó phải bằng gì? 0, 0. 0, 0, đúng không? Thế bây giờ mình thử sử dụng cái định lý bên trên. Nếu mà các em viết hàm Lagrange, đấy là fx tức là trừ x2 cộng với lambda nhân với cả hx, đúng không? Cộng với lambda nhân x1 mũ 6 mà trừ đi x2 mũ 3. Và các em xét cái điều kiện rằng là đạo hàm của L theo x1 tính tại điểm x sao bằng 0. Và đạo hàm theo của L theo x2 tính tại điểm x sao mà bằng 0 thì các em sẽ được hai điều kiện như nào. Nếu đạo hàm theo xc1 thì các em sẽ được là 6 lambda xc1 sao mũ 5, đúng không? Bằng 0. Đạo hàm theo x2 các em sẽ được trừ 1 trừ 3 lambda xc2 sao bình phương bằng 0. Thế thì từ hai cái này, cái điều kiện bên trên này xảy ra khi và chỉ khi là hoặc là lambda bằng 0 hoặc là x1 sao bằng 0, đúng không? Nhưng mà lambda bằng 0 thì không thể thỏa mãn cái điều kiện bên dưới được. Bởi vì nếu em thay lambda bằng 0 vào thì em sẽ được trừ 1 bằng 0. Như vậy là lambda bằng 0 thì does not satisfy, đúng không? Condition 2. Ví dụ condition 1 ở đây, đúng không? Thế thì chứng tỏ là xc1 sao phải bằng 0. Nhưng nếu xc1 sao bằng 0 thì xc2 sao phải bằng mấy? Nếu theo ràng buộc là x1 sao mũ 6 bằng x2 sao mũ 3 thì x2 sao cũng phải bằng 0, đúng không? Nhưng x2 sao bằng 0 thì lại cũng không thỏa mãn điều kiện 2. Em thấy không? Như vậy là cái việc giải cái hệ này không cho chúng ta bất cứ một cái candidate hay là một cái ứng cử viên nào cả, đúng không? Nguyên nhân tức là ở đây mình đã giả thiết rằng x thì sao là một regular point và là một local max để mình suy ra các cái điều kiện này. Tuy nhiên trên thực tế thì bài toán này không có một cái local max nào mà là một regular point cả. Không có một cái x sao nào mà lại là regular point mà lại vừa là local max cả. Trên thực tế thì cái local max mà mình tìm ở bên trên ấy là cái điểm x sao bằng 0 0 ấy, nó là một cái điểm irregular. Nếu như em để ý hx đó, bằng là x1 mũ 6 mà trừ đi x2 mũ 3, tức là h d của hx thì nó bằng gì nào? Vector này, đạo hàm theo x1 là 6x1 mũ 5, theo x2 là trừ 3x2 mũ 2, đúng không? Thế thì nếu em thay 0, 0 vào đây thì em sẽ được là vector 0, đúng không?
tức là không không là một cái irregular point, không không là cái điểm irregular. Như vậy trong bài toán này thì cái local max duy nhất của bài toán là điểm không không, nó lại là một irregular. Và cái định lý mà mình đã phát biểu ấy thì nó không nói bất cứ một cái điều gì về cái điểm này. Mình không sử dụng được cái định lý bên trên để mình tìm ra cái local max khi mà nó là một cái irregular point như thế này, đúng không? Mà ở đây mình đã tìm ra bằng một cái kiểu như là biến đổi một cách thông minh, hay là nhận xét, quan sát một cách thông minh. Nhưng mà cái cách quan sát như thế này thì không phải là áp dụng được trong tất cả các bài toán, đúng không? Chỉ trong các bài toán đặc biệt thôi. Thế thì mình phải cẩn thận. Đấy, đấy chính là để minh họa cho cái điều anh nói đấy, là cái định lý vừa rồi nó không nói bất cứ điều gì về cả cái điểm irregular point cả. Những cái điểm đó thì có thể là local max hoặc là không không phải là local max. Thế thì giống như unconstrained optimization, mình có là first order necessary condition, đúng không? Thì bây giờ mình đã phát biểu cái first order necessary condition rồi đấy, là một cái điều kiện mà nó liên quan đến đạo hàm của hàm f, đúng không? Nhưng ở đây là nó phải có một cái sự liên quan giữa đạo hàm của hàm f và đạo hàm của hàm của các hàm h, nhưng mà nó sẽ là đạo hàm ngược một. Thế thì cũng giống như là các bài toán về unconstrained optimization mà mình xét lần trước ấy, thì nó sẽ có những cái gọi là second order necessary condition, tức là về mặt đạo hàm bậc hai. Thì cái định lý tiếp theo sẽ nói về secondary theorem 25. Secondary necessary condition. Không phải secondary, second order chứ nhỉ? Second order nhỉ? Second order, necessary nhớ nha, là ví dụ một cái bài toán mà unconstrained optimization với một cái hàm như thế này, và đây là điểm x sao, đúng không? Thì first order necessary condition đấy là f x sao phải bằng không, và second order condition đấy là f 2,x sao phải nhỏ hơn bằng không, đúng không? Cái điều kiện là f 2,x sao nhỏ hơn bằng không ấy, trong cái bài toán unconstrained optimization mình đã phát biểu ấy, thì nó tương ứng với việc là nó tương ứng với cái câu nói rằng là tại cái điểm x sao này thì hàm số là một hàm concave. Mình gọi là concave locally, tức là concave chỉ tại, gọi là tại cái điểm x sao, đúng không? Quanh quanh cái điểm x sao này thì cái hàm số là hàm concave. Thì đấy là nếu như x sao là một local max thì điều này phải xảy ra. Thế thì ở đây mình cũng sẽ có một cái tương tự như thế. Bây giờ gọi x sao là một cái điểm regular. Một lần nữa là mình lại phải yêu cầu x sao là một regular point của hx bằng 0, cái ràng buộc, đúng không? Và là một local maximizer. Thì này, then tồn tại. Giống như bên trên nó sẽ tồn tại các lambda, Dx lambda vào RM, tức là có lambda 1 đến lambda M, đúng không? Sao cho mình sẽ phát biểu lại cái first order necessary condition ở đây cho nó hoàn thiện thôi. Nhưng mà cái này mình đã trình bày bên trên rồi, tức là DF của x sao cộng với tổng từ y bằng 1 cho đến m lambda y nhân hi của x sao bằng 0 này. Nhưng mà cái gọi là second order necessary condition thì nó sẽ sau này, moreover,
cái ma trận mà được viết như sau này. Đấy là Psi. Psi nhé, ma trận mình sẽ gọi là ma trận Psi của ma trận phụ thuộc vào x sao và lambda này, nó sẽ được định nghĩa này. Đấy là lấy cái ma trận Fx sao cộng với tổng trừ y bằng 1 cho đến m lambda y nhân với cái ma trận Hx sao, Hyx sao. Trong đó Fx sao chính là cái ma trận Hessian của hàm F tại cái điểm x sao, tức là cái ma trận mà bao gồm có cái các cái đạo hàm bậc hai đấy, f l x y x g hoặc x g k đi. Tại điểm x sao anh sẽ ký hiệu viết viết như này cho nó ngắn gọn nha. Cái này chính là Hessian matrix, nó tương ứng với cả gì, cái ma trận như sau này. Đây là đạo hàm của hàm f theo x hai lần đấy, x trên một bình phương này tính tại x sao, đạo hàm của hàm f theo x trên một và x trên hai tính tại x sao, vân vân cho đến đạo hàm của hai lần hàm f theo x trên một x trên n tính tại x sao chấm chấm. Dưới này sẽ là đạo hàm của hàm f theo x trên n x trên một tính tại x sao chấm cho đến của hàm f theo x trên n bình phương tính tại sao. Cái này gọi là Hessian nha, Hessian matrix mà mình đã nói đây. Và cái HIX sao là cái Hessian matrix của hàm HI. GXK sao. Chà. Viết nó giống như cái bên trên này. Chính là Hessian matrix của gì, của HI tại cái điểm x sao. Đây là định nghĩa này, define. Nếu như chúng ta định nghĩa cái ma trận là C bằng cái ma trận là Fx sao cộng tổng của các lambda y nhân với các ma trận Hx y sao, Hx y x sao. Đây là các cái ma trận gì, bao nhiêu chiều nhỉ? N nhân N đúng không? Thì gen thì cái ma trận đấy là ma trận C này vì là is negative semi definite, nửa xác định âm, nhưng mà chỉ cần ở trong cái anh sẽ giải thích sau, mình cứ viết này, t bằng cái gọi là Kernel. Kernel bình thường mình viết có ba chữ là KER của h phẩy x đi. Ở đây nó nói là cái ma trận này là negative semi definite, negative semi definite thì cả em biết rồi, nhưng mà ở trong cái tập hợp
trong cái tập hợp là T là các cách nan của h phẩy x sao, thì cái điều này nó có nghĩa viết một cách gọi là cụ thể hơn, viết một cách cụ thể hơn này, tức là nếu như h phẩy x sao nhân với cả cái d mà bằng không ấy, thì mình có thể suy ra được là d phẩy c là chặn cx lambda nhân d là nhỏ hơn hoặc bằng không. Cái chuyện là negative semi-definite là nó đến từ cái inequality mà mình anh gạch chân đây đúng không? Đây chính là cái inequality mà nó gần giống với cả negative semi-definite đúng không? Negative semi-definite có nghĩa là cái inequality này nó sẽ phải đúng với tất cả d thuộc vào Rn. Ở đây nó không yêu cầu là nó phải đúng với tất cả các d thuộc vào Rn, mà nó chỉ cần đúng với các vector d mà thỏa mãn là khi nhân gọi là nhân với cả cái h phẩy x sao ấy, thì nó ra được vector không. Và cái h phẩy x sao này, cái h phẩy x sao này chính là tập hợp của các cái d, ví dụ dh một x sao cho nó chấm đến dh m x sao. Trong cái bài lần trước mà unconstrained optimization thì cái second order necessary condition nói là Hessian matrix của hàm F là phải negative semi-definite. Nhưng ở đây thì mình thay vì là Hessian của hàm F thì mình sẽ phải lấy Hessian của hàm F mà cộng với các Hessian của hàm H nữa. Đúng không? Thế thì nói một cách gọi là intuitively là cái điều kiện này nói rằng là nó đang so sánh cái độ cong Hessian matrix mà negative semi-definite nói là nó chính là cái điều kiện để cái hàm số là một hàm concave đúng không? Là một cái hàm cong concave. Thế thì liệu là cái độ cong của cái hàm F so với tổng độ cong của các cái hàm H là như thế nào? Nếu như mà hàm F mà nó cong hơn nhiều theo cái dạng concave ấy, nó cong hơn nhiều so với các hàm H thì tổng của chúng, tức là cái ma trận C này, nó sẽ là negative semi-definite, tức là nó cong theo cùng cái hướng của hàm F. Cái đấy các em hiểu cũng được, không hiểu thì xem định lý cũng được, định lý này anh cũng sẽ không chứng minh mà mình sẽ học cách để sử dụng. Bây giờ mình quay lại cái ví dụ lúc nãy này. Mình nhớ cái ví dụ lúc nãy của mình là mắc của x1 cộng 1 phần 2 bình phương cộng với x2 bình phương thì phải. Tao cho là x1 cộng 1 bình phương cộng với x2 bình phương thì phải bằng 1, 1 bằng 0. Tìm x1 và x2. Thế thì lúc nãy là từ giả sử là gì? Mình sẽ giả sử là x sao là local max và là gì? Và là regular. Thì lúc nãy mình đã suy ra đúng không? Rằng là x sao phải thuộc vào hai trường hợp, đấy là 0, 0 và thì trừ 2, 0.
Thế bây giờ dựa vào cái định lý số 25 này, thì ngoài cái điều kiện đó thì mình còn thêm một cái kết luận nữa. Bây giờ cái ma trận là C x sao lambda đúng không? Thì nó sẽ bằng cái ma trận là F x sao, mình viết lại công thức này, cộng với tổng từ Y bằng 1 đến M của gì? Ma trận lambda Y H x sao đúng không? H Y x sao đúng không? Bây giờ mình sẽ tính từng cái bộ phận trong này nhé. Bây giờ F x sao là gì nào? Là Hessian matrix. Để tính F x sao thì trước hết mình phải đạo hàm hàm F trước đúng không? Như vậy mình tính cái DF trước. DF của x này, nó là một vector có hai chiều, chính là hai đạo hàm riêng đúng không? Đạo hàm theo x1 được 2x1 cộng 1 phần 2, theo x2 được 2x2 đúng không? Suy ra là f của x tức là chính là d2 của fx đấy. Thì nó là gì nào? Mình lại đạo hàm một lần nữa. Như vậy là dòng 1 mình đạo hàm theo x1 mình được 2, đạo hàm theo x2 mình được 0, dòng 2 được 0, 2 đúng không? Như vậy là cho dù x là bất cứ là cái gì chăng nữa, x sao là cái gì chăng nữa thì fx sao cũng sẽ bằng như này đúng không? Fx sao sẽ bằng 2002. Bây giờ đến h. H thì mình chỉ có một điều kiện thôi. Đầu tiên mình sẽ đạo hàm hàm h. Nếu mà đạo hàm theo x1 thì mình sẽ được đấy là 2 lần x1 cộng 1 đúng không? À, theo x2 mình được 2x2. Mình tính cái hx chính là hessian của h đấy. Nếu mà em đạo hàm theo x1 thì em sẽ được 2, theo x0 được 0, x2 được 0, x1 được 0, x2 được 2. Như vậy nó cũng giống như cái bên trên đúng không? Như vậy là h của x sao chính là ma trận 2002 nữa. Bây giờ thì mình có dựa vào cái bên trên, kết quả bên trên thì mình có hai trường hợp của x sao đó là 0,0 và -20. Thì mình chỉ cần tập trung vào hai cái trường hợp này thôi. Bây giờ mình thử cái trường hợp thứ nhất này. Đấy là x sao bằng x0 này. Trường hợp thứ nhất đấy là x bằng 0,0. Và tương ứng với cả x bằng 0,0 thì lambda bằng, nếu như em xem bên trên ấy, thì mình đã tìm được ra là lambda bằng trừ 1 phần 2 đúng không? Này ra là lambda bằng trừ 1 phần 2. Cái này thì lambda bằng trừ 3 phần 2. Rồi, thế thì cái ma trận C của mình này, cái ma trận C của anh sẽ được là Fx sao tức là 2002 đúng không? Cộng với lambda nhân, tức là cộng với trừ 1 phần 2 mà nhân với cả ma trận H là 2002 thì nó sẽ được 1001. Đây chính là ma trận viết đơn vị đúng không? Bây giờ định lý nói là bây giờ định lý nói là cái C này nó phải negative definite, semi definite trên cái kernel của h phẩy x đúng không? Đây. Tức là nếu h phẩy x sao nhân với d bằng 0 thì ta suy ra được d phẩy c nhân d nhỏ bằng 0. Bây giờ mình thử check cái này. Nếu là h phẩy
của Excel chính là cái D của HX đúng không? Tức là 2x1 cộng 1 và gì? 2x2 đúng không? Em có thể viết là DH phẩy cho thành vector xong. Nhưng nó cũng là một cái vector như thế đúng không? Đây là x1 sao, x2 sao. À, bây giờ mình thay x đúng không? Mình thay x là 0, 0 vào thì không phải là x sao nữa. Thay x bằng 0, 0 vào. Thì nếu mà mình thay x bằng 0, 0 vào thì mình sẽ được trừ 2 à? À. À. 0, 0 thì được 2 đúng không? 2 và 0 đúng không? Như vậy là nếu mà h phẩy của x mà nhân với d bằng 0 thì suy ra được là gì? 2 0 mà nhân với d đúng không? Bằng 0. Suy ra được là d nó sẽ phải có cái dạng đấy là 0 và p, phần tử thứ nhất nó sẽ phải bằng 0. Phần tử hai sẽ bằng bất cứ một cái gì đấy, đúng không? Là một cái con số vào đây. Vector d mà nhân với 20 bằng 0 ấy thì nó phải có cái dạng rằng là cái phần tử thứ nhất của nó phải là số 0 đúng không? Về phần tử thứ hai khi mà nhân với 0 thì chắc chắn nó sẽ là 0. Như vậy là nếu như anh lấy d phẩy nhân với c nhân với d nó sẽ có cái dạng là 0p nhân với gì? Nhân với cái ma trận đơn vị y nhân với vector 0t như này. Ma trận y mà nhân với bất cứ vector nào thì nó cũng giữ nguyên, như vậy là nó còn 0t mà nhân với t như này thì bằng t bình phương đúng không? Cái này chắc chắn là lớn hơn hoặc bằng 0. Và nó sẽ lớn hơn 0 nếu như d, hãy nhìn nếu như t là khác 0. Như vậy là các em sẽ thấy là nó không thỏa mãn cái điều kiện của định lý. Định lý nói là cái này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng không, đúng không? Nhưng cái này nó có thể là lớn hơn không với một số những cái d nào đấy, đúng không? Với t khác không. Như vậy là cái điểm không không này nó sẽ không thỏa mãn. Bây giờ nếu mà các em check vào cái trường hợp thứ hai nhé, đấy là x thì bằng là trừ 2 không tương với lambda bằng trừ 3 phần 2. Trừ 3 phần 2 hay trừ 3 phần 4 nhỉ? Xem lại. Ok. Rồi. Trừ 2, 2 bằng 0 từng 1 suy ra 1 suy ra x1 trừ x1 bằng trừ 2 như vậy là trừ 2 nhân 1 cộng lambda cộng 1 cộng 2 lambda bằng 0. Viết nhầm không nhỉ? Trừ 2 nhân 1 cộng lambda cộng 1 cộng với 2 lambda bằng 0. Tức là sao lại ra không phải. Từ anh xem lại.
tháng 5 trừ 3 phần 2. Ok. Ra bằng trừ 3 phần 2. Như vậy là C của mình nó sẽ bằng gì? C của mình này, F F của x đúng không? Sẽ là 2 0 0 2 trừ 3 phần 2 nhân với cái H của mình sẽ là 2 0 0 2 đúng không? Cái này nó sẽ là 2 mà trừ 3 là trừ 1, 0 0 mà trừ 1 đúng không? Đấy, không nhầm. Sẽ là trừ của ma trận, trừ 1 nhân với cả ma trận đơn vị. Thì cái bên trên này là anh giải thích dài dòng thôi, nhưng mà thực ra các em có thể nhìn từ đây các em có thể suy ra được luôn là gì? Negative, negative definite đúng không? Bởi vì ma trận Y, ma trận đơn vị là một ma trận positive, positive definite, thì trừ 1 nhân với nó sẽ là negative definite. Và cái này là negative definite everywhere, chứ không chỉ là trên cái kernel của h và x đúng không? Như vậy là nó thỏa mãn cái, nếu em check bằng các cái bước mà anh check ở phía bên trên này ấy, thì các em sẽ thấy là nó thỏa mãn cái điều kiện của cái định lý số 25. Suy ra là x sao nó phải bằng là gì? Trừ 2 không. Oh. Như vậy là kết luận này chúng ta đã làm là gì? Nếu như mà x sao là local max và regular, thì dựa vào hai định lý bên trên ta đã suy ra được là x sao phải bằng là trừ 2 không. Nhưng mà một lần nữa là mình không nói gì về điểm irregular cả, mình chưa nói bất cứ một cái điểm, một cái điều gì về cái điểm irregular cả. Và nếu các em nhớ là ở bên trên anh đã chỉ ra là x sao bằng trừ 1 không à, là điểm irregular. X bằng trừ 1 không là irregular. Đúng không? Thì mình chưa nói rằng là cái điểm này là local max hay là bất cứ một cái gì cả. Thế nhưng mà nếu mà các em nhìn trừ 1 không ấy, mà các em thay vào cái điều kiện của mình là x1 cộng 1 bình phương cộng x2 bình phương bằng 1, nếu các em thay trừ 1 không vào thì em sẽ được là không bằng 1, tức là không thỏa mãn. Như vậy cái điểm irregular point này, trừ 1 không này, nó sẽ không không phải là cái điểm feasible, không phải là thuộc vào cái tập x lớn của mình, cho nên chắc chắn nó sẽ không phải là điểm local max, không thỏa mãn rằng là hx bằng không hay là not a local max. Thì cái bài toán này bởi vì nó đơn giản cho nên mình có thể check cái điều này, nhưng đối với một cái bài toán mà nó phức tạp ấy, thì mình sẽ không thể check được như này được. Và với một cái bài toán phức tạp thì một cái điểm irregular thì mình sẽ không có cái định lý nào để mình nói rằng là nó có phải là local max hay là không. Một cái điểm chú ý nữa rằng là ở đây mình nói rằng nếu như x sao là một local max và nó regular thì x sao phải bằng trừ 2 không, nhưng mà mình chưa hề nói rằng là x sao bằng trừ 2 không là một local max đúng không? Đấy, cái này là một cái điểm mà rất cần phải chú ý. Giả thiết của mình x sao là local max và regular thì x sao phải bằng trừ 2 không, nhưng mình chưa nói rằng là x sao bằng trừ 2 không là một local max, tức là mình chưa có cái điều kiện gọi là sufficient condition. Trừ 2 không, bài toán này thậm chí nó có thể không có local max đúng không? Nếu như bài toán nó có thể có không không có local max, và nếu như mà mình
cái câu kết luận của mình là nếu x sao là log của max thì x sao bằng trừ hai không ấy, thì nó sẽ không không thể suy ra, giúp mình suy ra được cái trừ hai không là log của max phải tám, bởi bài toán làm gì có log của max đúng không, nếu như bài toán không có log của max. Thế thì mình hãy cần một cái định lý mà giúp mình suy ngược lại rằng là với tất cả những cái điều kiện mà mình đã kiểm tra lúc nãy ấy, thì mình có thể kết luận được sao thực sự đúng là một local max. Thì cái định lý như thế được gọi là một cái định lý sufficient condition. Theorem 26. Sufficient condition. Sử này. Giả sử x sao là một cái điểm feasible. Nhớ lại, feasible nghĩa là nó thuộc vào cái tập x lớn, hoặc là nó, hay là nói cách khác là nó thỏa mãn hx sao bằng 0 đúng không? Và là một cái điểm regular, regular đối với cả cái điểm ràng buộc hx bằng 0. Nếu như này, nếu như chúng ta có để tìm được dx, nếu như có các cái lambda từ 1 đến lambda m, lambda thuộc rm, sao cho rằng là điều kiện bên trên, điều kiện bậc first order nhé, tức là df của x sao mà cộng với tổng y chạy từ 1 đến m lambda y dhi x sao bằng 0, tức là bậc 1, và ma trận C đúng không? Ma trận C x sao lambda, tức là tính bằng fx sao mà cộng với tổng y từ 1 đến m của lambda y h y x sao là negative definite. Đấy, phải chú ý. Necessary condition thì là negative semi definite, nhưng sufficient condition nó bắt buộc phải là negative definite. Trong cái gì? Trong cái t bằng kernel của h phẩy x sao, hay nói cách khác nghĩa là với mọi cái d sao cho là d thuộc vào với mọi cái d thuộc là rn sao cho là h phẩy x sao nhân d bằng 0, thì sẽ được là d phẩy c x sao lambda d đúng không, nhỏ hơn 0, này là d khác không nữa. Wow. Nếu như tồn tại lambda sao cho đạo hàm Lagrange bằng 0 và cái matrix, cái ma trận là tổng của các Hessian matrix của F và H ấy, nó là negative definite trong cái tập kernel của H phẩy x sao, thì then thì x sao là một cái strict local maximizer của F trong x. Đấy, đấy là định lý sufficient condition.
Thì mình sẽ lấy ví dụ lại là cái bài toán bên trên đúng không? Bài toán bên trên mình đã tìm ra là x sao là gì. Nếu như nhắc lại, nếu như x sao là local max này và regular thì x sao phải bằng trừ 2 không đúng không? Nhớ là tương ứng với đó là lambda bằng trừ 3 phần 2 nhé, đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng định lý số 26 để mình nói rằng trừ 20 chính là một strict local maximizer này. Đầu tiên này, consider cái điểm đấy là x sao bằng trừ 20. Thế thì mình biết là x sao là regular đúng không? Bởi vì x sao là khác gì? Khác trừ 1 không. Mình đã chỉ ra là tất cả những cái vector nào mà khác trừ 1 không đều là regular. Đúng. Bà phải đảm bảo là hx sao bằng 0 đúng không? Hx sao chính là x sao cộng với 1 phương cộng với x2 sao. X1 sao cộng 1 bình phương cộng x2 sao trừ 1 thì nó bằng 0 đúng không? Rồi, như vậy là nó là một regular này. Cái điểm regular nó là một điểm feasible đúng không? Bởi vì hx sao bằng 0. Bây giờ đặt cái lambda bằng trừ 3 phần 2 đúng không? Mình đã tìm ra cái lambda trừ 3 phần 2 và mình biết rằng là cái đạo hàm của fx sao cộng với lambda nhân với đạo hàm của hx sao bằng 0, bởi vì cái này chính là điều kiện mà mình giải ở bên trên đúng không? Và cái ma trận C của x sao lambda mình cũng đã giải ở bên trên, nó chính là trừ đi 1 nhân với cả ma trận đơn vị đúng không? Và mình biết là cái ma trận này là negative definite. Và nó không chỉ là negative definite trên tập Kernel của H và X sao mà nó còn negative definite everywhere. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là với mọi D khác không và D thuộc gì? RN thì D phẩy nhân trừ 1 D là nhỏ hơn 0 đúng không? Trừ 1 Y của D. Trừ 1 Y. Bởi vì cái này chính là trừ d bình phương, chính là nhỏ hơn không. Như vậy nó negative definite, nó thỏa mãn đạo hàm Lagrange bằng không với cái lambda bằng trừ 3 phần 2, thì từ đó ta suy ra là gì? Suy ra x sao bằng trừ 2 không is a strict local maximizer. Thế thì nhờ cái định lý điều kiện đủ thì mình đã có thể kết luận trừ 20 đúng là một local maximizer, và nó không chỉ là một local maximizer mà nó còn là một strict local maximizer. Bây giờ một cái điểm mà mình chú ý này, tất cả những cái điều mà anh đã trình bày trong ngày hôm nay ấy, thì các em có thể thì anh đều trình bày ở dưới dạng là một bài toán maximize, nhưng các em có thể nghĩ về nó như một bài toán minimize mà mình chỉ cần phải đổi dấu ấy thôi. Chẳng hạn như nếu thay vì maximize anh có bài toán về minimize nhé, thì bởi vì maximize hàm fx thì chính là minimize của hàm trừ fx thôi đúng không? Nó chỉ là một cái sự đổi dấu thôi. Thì ví dụ
cái định lý số 24 này, nếu x sao là một regular point và là một local minimizer. Nếu như định lý phát biểu theo kiểu minimizer thì tồn tại lambda sao cho điều kiện này thỏa mãn, không thay đổi. Cái này không thay đổi. Như vậy là cái điều kiện này nó đúng với cả maximizer và minimizer. Và nếu mà các em để ý thì từ cái điều kiện đấy mình đã giải ra hai được được hai nghiệm, đúng không? Đấy là 00 và 00 và trừ 20 này. Mình biết là trừ 20 mình đã check nó là local maximize. Và nếu các em check thì em sẽ thấy 00 chính là local minimize. Như vậy cái điều kiện này nó đúng với cả local maximize và local minimize. Nếu như mà mình nhìn vào định lý số 25 nhé, là second order necessary condition, x sao là một regular point và local maximizer, tồn tại lambda sao cho cái điều kiện này đúng đấy. À, ví dụ ở đây mình phát biểu là minimizer này, thì cái bên dưới này, cái ma trận C của anh, nó sẽ không phải là negative semi-definite nữa mà nó sẽ là positive semi-definite. Đó. Cái này không phải là nhỏ hơn bằng không mà nó sẽ là lớn hơn bằng không. Và cái định lý về điều kiện đủ, định lý điều về điều kiện đủ thì cái ma trận, nếu như cái ma trận này là positive definite, cái này không phải nhỏ hơn không mà là lớn hơn không, thì x sao sẽ là một strict local minimizer. Thế nên nếu như mà mình check, nếu mà chúng ta check cái điểm đấy là x sao hay là x ngã đi cho nó khác, x ngã bằng là thì không không ấy, nếu các em check cái điểm này ấy, thì em sẽ thấy là với lambda bằng là trừ 1 phần 2 ấy, thì các em sẽ thấy là df của x sao chắc chắn là cái Lagrange của nó đã hàm phải bằng không rồi, đúng không? Cái đấy là thì mình giải ra không không chính từ cái điều kiện này, dh x sao bằng không rồi. Và nhưng mà mình có một cái điều kiện nữa là cái ma trận C của mình ấy, nó sẽ bằng cái ma trận đơn vị, lúc nãy mình đã tính ra nó bằng ma trận đơn vị, và cái ma trận này là positive definite everywhere. Tức là mình suy ra được x ngã này bằng không không này chính là một cái local này, a strict local minimizer. À, nhớ là các em đã check cái điểm irregular, một cái điểm mà irregular là âm 1, 0 ấy, và nó không phải là gì, local max hay là local min, đúng không? Như vậy là bài toán nó có một cái unique, một cái điểm duy nhất, một cái local max duy nhất và một cái local min duy nhất. Vậy unique local max sẽ là trừ 20 và unique local min sẽ là không không. Chẳng có nghĩa gì là anh chỉ thay nó đi cho nó khác dấu sao rồi. Hạn thay vì anh viết x sao nó bị hai cái nó giống nhau thì anh viết x ngã thôi.
câu hỏi gì không? Để là mình kết thúc, hôm nay mình kết thúc được cái phần optimization with equality constraints. Lần sau mình sẽ học inequality constraints. Định nghĩa à? Định nghĩa thế nào là ma trận positive definition? Ok, một cái ma trận x nhá, x là một cái ma trận là positive positive semi definite nếu như này, đấy là d với mọi cái vector d thuộc vào không gian n chiều thì d phẩy xd là lớn hơn hoặc bằng không, nó sẽ là negative semi definite nếu như với mọi d thì cái này nhỏ hơn bằng không, sẽ là positive definite nếu như là với mọi d thuộc Rn và d khác không thì d phẩy xd lớn hơn không, và negative definite nếu như cái này nhỏ hơn không. Thế còn cái việc là em check, nó có một cái định lý về việc là mình check xem một ma trận là nửa xác định âm, nửa xác định dương. Xác định âm, xác định dương thì cái đấy là em xem lại cái buổi hôm trước anh có nêu cái định lý đấy. Và check cái gọi là principal determinants hay là các leading principal determinants này. À, câu hỏi gì nữa nhỉ? Thế thì có thể là buổi tới và một buổi nữa thì mình sẽ kết thúc phần inequality constraint, và có thể nếu được thì anh sẽ thêm một buổi về application, có thể một cái mô hình nhỏ mình giải, xong rồi mình có thể kết thúc được khóa này. Ok. Ok, cảm ơn anh nha.